xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình xin tiếp tục chia sẻ cho các bạn về hình ảnh về những con xe cuốc và xe chở đất chạy ở ngoài ruộng nha các bạn. Thì ở đây thì hôm nay mình gặp lại được cái chỗ mà năm rồi mình quay một thằng em 13 tuổi chạy xe cải tiến, bỏ học theo nghề cải tiến các bạn. Thì hiện tại là ở đây là các bạn có thể thấy rất là nhiều xe đang chạy nha, đó, nhiều xe lắm. Đồng này đã đang bắt đầu mở đồng mấy hôm nay nè, nghe nó chạy ra tới nè các bạn, đó. Đó, nãy giờ. Đó, bữa nay là nghe nó là chơi, hình như là chơi double luôn á, quất lần hai con. Đó, bỏ con kia xuống lên con này chạy đó, nãy giờ đó, chơi dai chơi lại không đó, bò luôn đây xe cuốc, đây xe cô be cho đất Hiền, liên hệ 0901013199 đó. Hiện tại thì trên này cũng còn mấy đòn đang chạy trên này nè các bạn đó. EX trừ 1 rồi UH trừ 7 gì tú xua chứ. Mẫu này mẫu của bên Vĩnh Long nè. Bây giờ là đang giờ chiều các bạn. Ở trên này thì cũng còn khá là nhiều đòn xe như là này, nó cài đang cài đất nè, nói đoạn này là đoạn bánh lốp nè, đoạn bánh lốp này không, bữa nay sao không chạy không biết. Đó, còn rất là nhiều các bạn, như bên trên đó là còn mấy đoạn nữa, ở bên đây nữa bạn thấy là bên đây cũng có đoạn bánh lốp chạy nè. Trong này cũng con Sumi F2 nè, rồi phía trong có con EX60.5 nè. Rồi, ông qua ông lấy xe rồi. Mẫu xe này là mẫu của Phương Linh nha các bạn. Như mấy chiếc xe này là mới đóng năm rồi á. Sau một năm rèn luyện thì chắc em nó năm nay cũng khá là cứng cáp trong cái nghề chạy xe cải tiến rồi các bạn. Chập chững lên chạy thôi, nhớ là đường bằng đường gì đó thì chỗ đổ nó dễ thì em nó mới chạy được. Còn năm nay thì có lẽ là em nó đã cứ rất là cứng cựa rồi đó, không thấy không? Một mình là quất luôn hai con đó. Nói chung chạy tới chạy lui thì nó là một cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Ai lên là biết số biết đồ thì ai cũng chạy được hết trơn á. Vấn đề nằm ở cái chỗ mà đi vào đổ đất thôi, kinh nghiệm đổ như thế nào, lấp mương lấp đồ. Đây chiếc Sumi F2. Thank you.
Mấy anh em này thì mình đã từng quay ở những cái video trước rồi ha. Đường này chạy vô cũng khá là xa các bạn, đây vô chỗ đổ chắc cũng cả cây số á. Ở đây mình nghĩ ngày xưa chắc là cũng là một cái nền nhà ở hay gì quá. Các bạn, ở đây có mấy cái mộ, mấy cái mộ lấy cốt các bạn. Đây một cái, đằng kia một cái nữa nha. Đầu này một cái nữa, đầu bờ nữa. Đó, trắng. Mộ lấy cốt á. Cái này cái nền. Cái đủ mấy con gì nó bu quá trời, riệp sáp gì á, trắng trắng các bạn. Cái đủ trái trái kẹo hết chứ. Đấy, chỗ này thì ngang qua một cái đập nước nha các bạn. Ngang qua một cái con nước. Cái miếng đất này là cái vị trí ngay chỗ cái miếng đất bên đây nè các bạn, là năm rồi mình quay nè. Đấy, năm rồi mình quay xe vô lấy cái miếng đất này nè. Đây miếng này. Đấy, không bạn thấy không? Đó, lấy này chạy ôm qua cái cua đó đó các bạn. Đó, bây giờ là miếng này miếng kia gò thì cho nên là miếng gò người ta phải lấy theo các bạn. Ở đây là vậy, người lấy người không lấy là không có được. Cái chiều này có vẻ như hơi ngơi nha các bạn. Giờ này có vẻ như hơi ngơi à, kiểu như mấy anh em cũng đang chạy từ từ sửa soạn xe đang chuẩn bị tối chạy đó các bạn. Rồi hút vậy xong rồi giờ sửa lại cái bờ để ra đi đi ô nào nữa không biết. Xe này mới để tu trong Tết các bạn, mới sơn Tết đồ lại hồi trong Tết. Cái này dạng sơn thường thôi. Đó. Như là chạy dài ra sửa mẫu lại nha các bạn. Hình như là cái khu này là xong hay sao rồi đó. Khu này là chạy xong rồi á, bây giờ đi ra sửa bờ lại các bạn.
đây thì nói chung người dân người ta cũng rất là phối hợp với nhau các bạn. Năm nay người này lấy thì người kia cho phá bờ chạy, tới năm sau thì người kia lấy đất thì người này cho phá bờ lại chạy các bạn. Chung là họ cũng nương qua nương lại với nhau. Chị Năm ấy dò mạnh quá mạnh các bạn, dò hết sức mạnh. Ok các bạn, nói chung thì bây giờ cũng chiều rồi, cũng 5 giờ mấy rồi, giờ mấy anh em bắt đầu ngơi hết trơn các bạn. Bây giờ đang nghỉ ngơi, đang có thời gian để kiểm tra bảo dưỡng máy móc, đang chuẩn bị tối chạy nữa các bạn. Thì thôi, video đến đây Thái Dương TV cũng xin tạm dừng nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nha. Bên kia là mấy em nhỏ là cũng bày ra đá banh rồi các bạn đó.